Mình tên là Lam, mình là người thiết kế chính cho Lam Boutique. Lam là dành cho những người tìm kiếm sự tinh tế, một phong cách đơn giản nhưng mà thể hiện được cá tính người mặc. Và Lam là một sự độc đáo, và Lam là mang một hư hướng cổ điển nhưng mà lúc nào cũng kịp thời với xu hướng hiện đại. Và cuối cùng Lam là dành cho những người trải nghiệm thì có thể mới hiểu Lam là gì. Khi mà thiết kế cái cửa hàng của Lam, Lam nhấn mạnh cái điểm đó là thư giãn, nhẹ nhàng và có một cái gì đó ấm áp. Và Lam muốn khách hàng của Lam khi tới mua sắm thì có những cái, ngoài quần áo ra thì có những cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và nhiều thư giãn. Những người làm việc ở Lam rất là trẻ tuổi, với lòng say mê hết mình với thời trang, muốn truyền những cảm hứng đến cho những người mặc đồ Lam. Hiện tại Lam là người thiết kế chất liệu chính cho Lam, nhưng mà trong tương lai gần đang Lam làm việc với các bạn trẻ để tìm ra những cái chất liệu đẹp, độc đáo nhất cho Lam. Đồ Lam có gì đặc biệt? Khi khách hàng mặc đồ Lam và chia sẻ với Lam rằng Lam một cái gì đó đơn giản, dễ mặc, nhưng mà khi mặc vào thì cảm giác rất là nhẹ nhàng và duyên dáng. Và Lam có một cái tinh thần không chỉ là cái áo quần mà một cái tinh thần của người mặc nó nữa. Mọi người có thể tìm Lam tại lambootiquevn.com hoặc đến trực tiếp Lam 76A Lê Lợi, quận 1. Hãy đến và trải nghiệm Lam nhé!